Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu số thực ở trong những lập trình Java. Thì trong Java có hai kiểu dữ liệu số thực, đó là kiểu double và kiểu float. Kiểu double có kích thước lớn hơn so với kiểu float và có thể lưu trữ được những cái giá trị lớn hơn. Để khai báo kiểu dữ liệu double và float, khai báo biến thuộc hai kiểu dữ liệu này, thì chúng ta sẽ khai báo ở đây là kiểu float. Chúng tôi có một cái biến có tên là điểm trung bình bằng 3.5. Các bạn chú ý là để ở trong Java ấy, thì mặc định các giá trị có phần thập phân thì sẽ có kiểu dữ liệu là double. Vì vậy để có thể là khai báo cái giá trị 3.5 này thuộc kiểu float thì chúng ta cần thêm một ký tự F ở đằng sau. Cái ký tự F này sẽ thể hiện cái giá trị này sẽ thuộc kiểu dữ liệu là float. Thứ hai, chúng ta sẽ báo một cái biến thuộc kiểu double. Ví dụ chúng ta sẽ có một cái biến là điểm ngoại ngữ bằng 7.8. Tiếp theo chúng ta cũng sẽ in ra giá trị của hai biến này. Đó. Như vậy chúng ta đã in ra, chúng ta đã có câu lệnh để in ra và chúng ta thực thi chương trình. Thì như vậy chúng ta có thể thấy là chúng ta đã in ra giá trị của hai biến thuộc hai kiểu dữ liệu float và double ở trong chương trình. Và như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về chương trình Java có kiểu dữ liệu float. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn học tốt.